và chúng ta chỉ còn là một phe hai rất là căng thẳng luôn. Ui rồi hai thanh niên đi nước qua nhau như chưa từng quen à, đây như chưa từng quen này bạn ơi. Ui rồi mới lắp một thanh niên cuối đâu mày đây. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Và mình xin chúc cho các bạn khi mà xem video của mình ấy có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé các bạn. Và ok, ở cái video này ấy, thì chúng ta sẽ giả vờ là bắn ngu 2 round để có thể là làm cho kẻ địch tưởng mình là gà. Rồi lúc đấy là chúng ta sẽ lật kèo ngược lại anh em nhá. Đấy. Và khi mà các bạn làm như vậy ấy, thì kẻ địch sẽ khá là sơ suất và khinh thường các bạn. Đấy, cái lúc đấy ấy, là mình sẽ lật kèo ngược lại cho chúng nó sốc nhé các bạn. Và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Đó, và như mọi người có thể thấy là hiện tại thì chúng ta đang ở cái ván đấu thứ 2 trong chế độ thử chiến này rồi. Và các bạn có thể thấy rằng là hiện tại là cái team của mình có 4 người thì bây giờ là 3 người đốc, bao gồm là cả mình luôn. Và chỉ còn duy nhất là một thiên niên cuối, thiên niên kim cương 4, gọi là thiên niên cuối cùng trong ván đấu này. Thì không biết là thiên niên này có thể lật kèo trong chế độ gọi là thử chiến này với gọi là hai người cuối cùng của đội bạn không. Nghĩa là đang chúng ta trong cái tình thế là 1v2. Ui, ông này đi ngang của tôi là mét thằng bắn luôn này, kinh bị tôi thật sự luôn đấy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta đang lia đến camera của vị trí thiên niên cuối cùng người đồng đội của mình. Không biết rằng là gọi là chỉ có một cái khẩu súng căn ở trên tay thì thanh niên này có gọi là làm nên kỳ tích ở trên trong cái ván đấu này hay không nữa anh em ạ. Rất là tò mò luôn. Đấy, thanh niên đã ủ cho mình cái khẩu súng căn và ở trên một cái vị trí nhà thủ rất là tốt rồi em ạ. Chả qua là bây giờ chúng ta không biết kẻ địch ở đâu rồi. Đấy, bắt đầu nổ súng rồi. Bắt đầu là cầm lục bạc nổ súng rồi. Thanh niên kia mất 90 máu thôi em ạ, nhưng mà vẫn còn một thanh niên đội bạn nữa. Đấy, đều dâng lên rồi. Không biết là thanh niên có thể lật kèo không. Ui rồi ôi, một thanh niên đốc rồi. Chỉ có một thanh niên nữa, đội bạn nữa thôi đúng không? Cố gắng lật kèo nào. 1v1 rồi, cân tim rồi. Lấy bình máu của nó mà cuốn thôi chứ có gì nữa. Chần chừ cái gì nữa đấy. Mấy ông thấy tôi nói chuẩn không? Nói là chỉ có chuẩn thôi. Và bây giờ thì các bạn thấy là hiện tại là cái vùng an toàn chúng ta đã bắt đầu thu rồi. Đó. Thì đây sẽ định làm gì đây? Ui rồi, nhảy xuống à? Ui rồi, thôi xong, vãi cái trưởng nó lag luôn à? Làm gì? Vãi cả trưởng luôn, dít bò hết trăm máu bố rồi. Thế thì bắn gì nữa các bạn ơi? Bắn thế này sao chơi? Nào làm gì đây? Đang tiếp tục cầm máu. Ui rồi ôi, ui rồi ôi. Sao mày ngu thế hả? Ui rồi ôi, toàn lắm bạn ạ. Vãi cả trưởng luôn, bố kia cũng ngồi dít máu. Khổ nỗi là ông kia, ông ấy bị cái vòng bò nó đốt cho 100 máu rồi. Thì làm gì có chuyện là cửa sống, cửa gọi là ăn kèo với cả thanh niên còn lại kia nữa, đúng không? Quá là đèn, quá nhọ cho đội sắp lọ luôn anh em ạ. Đấy. Thì ok, bây giờ chúng ta đã đến với cả cái ván đấu thứ 3 rồi. Thì đến cái ván đấu này mình sẽ chơi nghiêm túc, chơi thật luôn em nhá, cho em coi này. Đấy, nãy giờ nhả cái địch như thế là được rồi, chứ gọi là cứ nhả liên tục ra thì có mà chúng ta thua gọi là vỡ mồm ra luôn à anh em. Đấy, không được. Nói chung là nhường thì cũng chỉ có mức độ thôi. Bởi vì các bạn biết ấy, là khi mà đến cái danh cao ấy thì gần như toàn các gọi là cao thủ, toàn các VIP pro chơi. Lúc đấy mà chúng ta mà nhường cho 3 trận cái là chỉ có bom đấy các bạn. Thôi nhường cho 2 trận đấy mà thua chúng ta còn gỡ được 1 trận chứ đúng không em. Ok, vậy là khi mà chúng ta sang vào đấu thứ 3 ấy, thì mình sẽ là người đồng đội gọi là di chuyển cuối cùng. Đấy, để có thể là có được cho mình một cái vị trí gọi là nó rất là tốt. Đấy em nhá, chúng ta đã thấy được hai thanh niên ở phía bên trái rồi. Cũng bắt đầu nổ súng như giang lạc luôn. Á, à, bỏ lại rồi một thằng này. Thằng nữa này, ui dồi ôi. Nó cứ đi hết vào cái đường đạn của tôi là thế nào, đúng không? Tôi chỉ muốn gọi là đi bắn chim bắn cò thôi. Thế mà lại bắt được hai con chim lạc anh em ạ. Đấy, thế không hiểu kiểu gì luôn. Đó, vậy là bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái vòng đấu tiếp theo. Em thấy easy không? Việc nhẹ lương cao, qua đây đi bắn chim một phát là cũng được hai mạng rồi. Xài. Anh em nào thích bắn chim thì gọi là chạy ra đây nhá. Tôi bắn gọi là cho nó rụng chim luôn. Ok, vậy là bây giờ chúng ta có thể thấy là đây là cái ván đấu thứ tư ở trong chế độ thử chiến ta rồi. Và mình sẽ gọi là sắm cho mình hai cái khẩu súng thiên liên, đấy là MP40 với cả cái khẩu thiên liên MP5. Thì cái khẩu MP5 này là mình vừa mới nhặt được của thiên liên vừa lấy mà mình mới hạ gục anh em. Đó, đây chúng ta sẽ trang bị thẳng vào trên người luôn. Và chúng ta sẽ dâng lên cái khu vực ở phía trên nhá. Ui dồi ôi, ông bắn thế này, ui dồi ông số 2 kìa. Đúng quặng máu, thôi, để tôi làm cho ông lùi xuống đi. Tất cả là chỉ có để tôi làm đây, việc gì đến tay tôi, ông hiểu không? Ây à. Bạn bị kinh rồi. Đâu, mẹ nha mày, con lợn này. Con là đang gọi là nhìn đồng đội của tôi tự nhiên là bị thằng kia nó cấu cho nguyên 100% máu luôn. Nào, câu quản lý đại phía trên, mình tin là 90% sẽ có người phía trên đấy. Nào, ui dồi, hai thằng gọi là chú ở phía bên trong luôn. Mỗi thằng mất 70 máu rồi, thế chúng ta dâng lên phía trên luôn. Chưa còn gì nữa, ngại gần làm chi đúng không? Ngại làm chi mày ra đây. Mày ra đây em ơi, à, có một thằng đằng sau. May quá, may mà có tôi có mang bảo vệ Choro đấy. Thế này nữa đâu rồi, ui nó câu linh kìa. Vãi cả chữ luôn, tí nữa thì bóp mà. Sợ vãi chảy ra luôn đấy. Ui thì này đội bạn, thì này cuối cùng kìa. Số 3 bị hạ ngục rồi. Ui dồi ôi, số 4, bắn nó đi. Bắn nó đi bạn em, bị kè phía trên đây rồi. Nào, nó chỉ cần loài đầu ra là mình bắn cho nó là không chật phát nào luôn em bạn. Không thể nào mà để cho này là trứng được, hay lắm bạn này. Ok, vậy chúng ta đã gọi là chiến đấu, à gọi là chúng ta đã chiến thắng trong vòng đấu tiếp theo rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái trận đấu vòng đấu thứ 5 luôn mọi người nhá.
Nào, tiếp nào, chúng ta sẽ sắm cái gì đây? Trang bị giáp 3. Ok, quá là ổn luôn. Thì nói chung là bom keo chúng ta cũng còn khá là nhiều từ cái hộp xác thiên nhiên mà mình mới hạ uống mọi người. Nên là chúng ta khỏi cần phải mua thêm. Ok, vậy là các bạn thấy là hiện tại là cái thời gian đêm mưa chúng ta đã hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên thẳng cái khu vực phía trên để chúng ta có thể kiếm cho mình thêm vài mạng nữa mọi người nhá. Trận này chắc chắn là chúng ta phải được MVP mọi người ạ. Nào, công hẳn có lưu ở phía trên này. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ui dồi ôi, thế mà không chút thằng nào ở đây. Bỏ lạc, bỏ lạc, bỏ lạc, bỏ lạc đi rồi bạn ơi. Rồi ôi, bạn chạy đâu, chạy đâu khỏi nắng. Ok, dựng luôn quả bóng keo rồi luôn. À, ai cho mày cứu nhau hả? Ai cho chúng mày cứu nhau? Ai cho chúng mày cứu nhau hả? Quần lợn này, dám đi cứu nhau ở đây à? Dám cứu nhau với chúng tôi à? Tôi vẫn đang sống gọi là dẫy đánh tách như con cá đang ở trên cạn như này. Thế mà ông dám cứu nhau ngay trước mặt tôi thì đâu? Sẹo chó, sẹo chó. Láo, láo thật sự luôn rồi bạn ạ. Ok nhá, vậy là như mọi người thấy là team mình đang còn 2 người. Là chúng ta đang chơi trong cái tỷ lệ là 2v2. À không, mà chúng ta chỉ còn là 1v2, rất là căng thẳng luôn. Úi giời, hai thiên nhiên đi nước qua nhau như chưa từng quen à? Đây, như chưa từng quen này bạn ơi. Úi giời, mới đọc một thiên nhiên, thiên nhiên cuối đâu. Mày ra đây, mày ra đây em ơi. Rồi ôi, headshot vỡ đầu luôn, gánh team luôn, anh em thấy gì chưa? Đá vào rồi mà, bạn này tuổi tôm luôn đấy. Ok, vậy là chúng ta đã đến với cả cái trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định đến rồi. Chúng ta chỉ cần win nốt cái phần đấu này thôi là đã hoàn thành xong chiến đấu tử chiến rồi em ơi. Đây là phần đấu quyết định rồi đấy, càng đấy càng đấy. À, để mình xem nào, chúng ta lên mua thêm cái trang bị gì nữa không. À, lựu đạn này mua thêm một ít này. Đấy, nấm cũng mua thêm một ít luôn, quá là đầy đủ rồi. Nói chung ấy, nếu mà các bạn mà không có tiền ấy, muốn tiết kiệm tiền ấy, mình khuyên là các bạn chỉ cần mua 100 EP của cái trang bị nấm là ok rồi. Em biết tại sao, bởi 100 EP em dùng loài mồm ra trong một cái round là cũng không bao giờ là hết được không. Tôi thề mấy ông là tôi test thử rồi, cũng chả cần phải mua tận 200 HP làm gì. Các bạn ở nhà tôi có điều kiện gọi là hơn 6.000 vàng nên là tôi mua thêm ấy mà. Anh em hiểu không? À gì đây bạn ơi. Rồi ôi, trời ơi, đang ngồi chạm xính với các bạn cái là chưa gì đã mất gọi là hơn 120 HP rồi. Hơn 120 HP rồi, càng thế bạn ơi. Bình tĩnh nào. Để tôi cột vào chỗ này cái đã nhá. Ông chơi kiểu gì mà chơi căng thế? Tôi làm gì ông đâu. Nào, hình như đang có một thằng lên này. À, mày ra đây, mày ra đây. Cầu sẵn cầu liệu luôn anh em này. Đội bạn vẫn còn nguyên 3 thằng. Ta đang trong cái tình thế là solo 3v3. Bạn rất là căng thẳng luôn. Liệu rằng team nào sẽ là người chiến thắng đây. Và chúng ta đã thấy một thiên nhiên đang dâng lên phía đằng trên rồi. Nào, ra đây, ra đây. Tôi lại lão quá cơ. Ra đây, lòi cái mặt ông ra. Tôi sợ quá cơ. Đâu rồi, ông đâu rồi. Nào, đâu rồi, mày đâu rồi. Ơ, vừa thấy nó chạy ngang qua đây. À đây ơi, mày chạy đâu rồi, ôi, đâu, đằng sau. Mẹ cho mày con lợn này, móc lốp bố mày này. À, trời ơi. Em thấy easy không anh em? Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy thì các bạn đừng quên để lại giúp mình like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.